6 mẫu hàng xưa cực kỳ hiếm cho anh em lựa. Anh em nào yêu thích hàng xưa thì nhớ xem hết clip này để lựa 6 mẫu nha anh em. Đó thì đây em làm cơ bản 6 mẫu lướt qua cho anh em xem, và sau đó em sẽ review chi tiết từng mẫu cho anh em ha. Đây dung nhan của 6 mẫu em đó. Đây đầu tiên là con áo nha anh em. Con này cực kỳ hiếm luôn, sản xuất năm 1935. Đó, với form mỏng ha. Đó, và chúng ta bật lửa rất là đẹp luôn. Và con này thì nó sẽ có hút tẩu được, chúng ta rút ra đó để chăm tẩu ha và nhét lại. Đó, tiếp theo mẫu thứ hai là mẫu Regen. Mẫu này thì sản xuất tại Áo là năm 1931 anh em. 1931 thì sản xuất con này là tại Áo. Và có một mẫu Regen tiếp theo nè, là sản xuất tại Mỹ thì năm 1935 bắt đầu sản xuất dòng Regen ở Mỹ ha. Đấy, có hai mẫu cho anh về Regen cho anh em lựa. Đó là những con cực kỳ xưa. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đến với những con nhật quái. Đây đầu tiên là con Corona. Bản này khá là khó tìm nha anh em. Đó, rất là độc đáo luôn. Hàng này thì chúng ta ở dưới đất chúng ta châm nhiên liệu vàng ốc bình thường. Tiếp theo cũng là một con Corona dạng form khác. Đó. Và cuối cùng và là mẫu thứ 6 là một con cũng hàng Nhật, Rebic. Con này khá là khó làm theo mẫu của cả đúp anh em. Đó, có chữ Rebic ở bên hông và dưới đấy có đóng con thỏ luôn nha. Đó, 6 mẫu cực kỳ hiếm và khá là khó tìm. Anh em thích mẫu nào thì nhanh chóng liên hệ với em Sam để xem giá, hình ảnh chi tiết và sở hữu em đó nhé. Cảm ơn em đã xem hết clip.